Ra đường như vậy à? Các cháu ra đường như vậy không? Mất ăn mất học rồi ông không ơi!
Vậy mà đi, vậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bà con ơi, có ai bắt đất bắt nhà như chúng ta không? Để chúng ta cùng nhau đi, đi hồi đất bào nhà đòi quyền lợi bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi ơi đồng bào ơi. Đa đao tham nhũng, đa đao tham nhũng, đa đao quan tham cướp đất của dân, đa đao quan tham cướp đất hại dân, đa đao quan tham cướp đất hại dân, đa đao quan tham cướp đất hại dân. Rồi rồi. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Hay ra qua tòa án quốc tế Việt Nam. Đúng rồi, đi đi. Đi được, đi đây nhé. Đi ngồi ngay nha. Dạ. Có đi mẹ ông này. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo tham nhũng. Việt Nam chúng ta để giữ lại biển đảo Việt Nam.
phục vụ bên mình. Lôi đầu những thằng chủ tịch địa phương ra đây để đối chất với người dân, trả tài sản lại cho nhân dân chúng tôi, để bà con chúng tôi có một đời sống ổn định. Nguyễn Xuân Phúc ơi, những người dân chúng tôi làm tham khốn khổ quá rồi. Nguyễn Xuân Phúc chưa mà bên đây, để đất cả nhà dân chúng tôi. Nguyễn Xuân Phúc chưa mà bên đây, để đất cả nhà dân chúng tôi. Nguyễn Xuân Phúc chưa mà bên đây, để đất cả nhà cho dân. Nguyễn Xuân Phúc chưa mà bên đây, để đất cả nhà dân. Nguyễn Xuân Phúc chưa mà bên đây, để đất cả nhà dân. Nguyễn Xuân Phúc ơi, Việt Nam của chúng ta đã đảo tham nhũng.
Nguyễn Phú Trọng ơi, 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 yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước phải vì dân vì nước phục vụ quên mình, lôi đằng đầu những thằng chủ tịch địa phương của những người dân quan ra đây đối chất với người dân. Thằng nào trả đất trả nhà cho dân thì cho nó làm tiếp, thằng nào không trả lôi đầu nó, thất thu gia sản nó trả lại cho dân, lôi đầu nó phải vô lò Nguyễn Phú Trọng đốt cho nó cháy luôn. Nguyễn Phú Trọng ơi, ông phải vì dân vì nước phục vụ quên mình, ông phải đưa Nguyễn Phú Trọng phải đưa tội Trung Quốc ra tòa án quốc tế, vì tội Trung Quốc nó đã chiếm đạo Việt Nam, chiến đạo Việt Nam của chúng ta, đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, vì tội Trung Quốc nó đã chiếm đạo Việt Nam của chúng ta. Nguyễn Trung Quốc phải thưa đưa tội Trung Quốc ra tòa án quốc tế để đòi lại biển đảo của Việt Nam của chúng ta đi. Đá đảo tham nhũng, đá đảo tham nhũng, đá đảo tham nhũng. Chê củi chê lò có một ơi, có ai bắt đất bắt nhà không? Có ai bắt đất bắt nhà như chúng ta không? Để chúng ta cùng nhau đi đòi đất đòi nhà đòi quyền lợi bằng đất. Vậy mà đi thôi, mà đi thôi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua chúng ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua ta sống xa nhà, vậy mà đi, vậy mà đi thôi, vậy mà đi thôi đồng bào ơi, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi thôi đồng ơi. Bao nhiêu năm qua ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua ta sống xa nhà, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà không? Có rất nhiều. Thấy rồi. Vậy bà con chúng ta đi đòi đất về nhà đi bà con ơi. Vậy mà đi thôi, vậy mà đi thôi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua cho ta sống xa nhà, vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi thôi đồng bào ơi. Đây là đài phát thanh buổi sáng tiếng nói vì dân giữa lòng Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Bà con dân quan chúng tôi ba miền. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải lôi đầu những thằng chủ tịch địa phương của những người dân quan mất đất mất nhà ra đây đối chất với người dân ba mặt một lời, và đồng thời những người dân quan chúng tôi khai báo sai
nói không đúng sự thật, đem người dân nó ra xử bắn. Còn những thằng tham nhũng, tham ô, nó cướp nhà cướp đất của dân quan mà nó không trả nhà đất lại cho dân, nó hoàn cổ thì đem nó ra xử bắn luôn. Bà con dân quan chúng tôi đang làm than khốn khổ, yêu cầu tứ trụ triều đình phải làm một cách công khai minh bạch rõ ràng để lấy lại niềm tin của nhân dân. Các vị, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng lên đài nói phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Vậy chứ người dân chúng tôi nói bao nhiêu ngàn lần, ông có nghe không? Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông nói lời nói, việc làm phải đi đôi. Nhưng mà lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc làm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có đi đôi, không làm đúng sự thật. Dân chúng tôi cần một cá thì cần nước sạch, người dân chúng tôi thì cần minh bạch rõ ràng, chứ chúng tôi không thất thả lắm, hoặc là giấu giếm sự thật, bao che sự không nhũng. Dân chúng tôi cần những lãnh đạo có đức có tài để an dân trị nước. Dân chúng tôi không cần những vị lãnh đạo ngồi mát xôi tóc dài để làm khổ nhân dân. Yêu cầu tứ trụ triều đình chuyến này phải làm một cách rõ ràng minh bạch, nơi đầu những thằng chủ tịch địa phương ra đây để trả nhà trả đất lại cho nhân dân và lấy lại niềm tin của nhân dân. Mà không phải bao nhiêu của những người dân quan ba miền của chúng tôi đây đâu, mà cả 90 triệu người dân không đồng ý cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trung Hình bao che cho tội tham nhũng để làm khổ nhân dân. Chúng tôi cần những lãnh đạo có đức có tài an dân trị nước, chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo ngồi mát xôi bát vàng chỉ biết của riêng tư mà không nghĩ đến người dân. Bà con ơi, trước khi bà con chia tay với thế giới cộng đồng và các nước Hoa Kỳ, tất cả những bà con thân thương ở nước Việt Nam mình, bà con hát thêm mấy bản Vậy Mà Đi đi. Tất cả bà con đều hát lên. Có rất nhiều. Đi dày mà đi, dày mà đi mới đồng bào ơi. Niềm tin của nhân dân, dân là chủ, dân là gốc.
mà chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Vậy mà các vị vẫn thờ ơ vô cảm những người dân máu lạnh vô tình, không nghĩ đến người dân. Đó, mấy ông có nghĩ cái cơ hội bà con 90 triệu người dân chúng tôi đang cho tứ trụ triều đình một cơ hội mà các vị không biết quay đầu, không biết rút tỉnh, không biết đâu là bến là bờ, mà để người dân chúng tôi phải lầm than khốn khổ sống mà đầu đường xó chợ cù la cù lết ở Hà Nội như vậy. Dân quan ba miền chúng tôi yêu cầu tứ trụ triều đình phải quay đầu là bờ, về với nhân dân, về với đồng bào, về với tổ quốc. Trước khi mấy ông lên làm chủ tịch nước, thủ tướng, phó thủ tướng, mấy ông tuyên thệ như thế nào? Vì tổ quốc, vì đồng bào, vì nhân dân. Mà bây giờ mấy ông nhìn coi những người dân chúng tôi khốn khổ lầm than như thế nào, có nhà có đất đàng hoàng, bị địa phương nó cướp nhà cướp đất. Vậy mà các vị tứ trụ triều đình vẫn bao che cho tôi tham nhũng, làm khổ nhân dân chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý cho tứ trụ triều đình bao che cho tôi tham nhũng, làm khổ nhân dân chúng tôi. Đây, đài tiếng nói phát thanh buổi sáng, tiếng nói vì dân, sự thật hay mất lòng. Tại vì bà Tám nhiều chuyện hay nói thật và nói thẳng, và nói đúng sự thật một cách công bằng minh bạch. Chứ chúng tôi không phải nói xạo, nói bừa, nói dối chứ ai. Bà Tôn Dân Quang của chúng tôi xin chào tất cả thế giới cộng đồng và các nước Hoa Kỳ, và tất cả bà con thân thương đã xe thật nhiều vô và cất tiếng nói vì dân vì nước phục vụ bên mình. Đó, tất cả bà con thấy dân quan của chúng tôi khốn khổ không, nhưng mà vẫn tươi cười, vẫn hãnh diện trên cái sự bước đường của mình để đòi quyền lợi và công lý và tài sản của nhân dân chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn buổi chiều buổi sáng chúng tôi đến đây xin kết thúc. Dân quan đường Thịnh phường Bình An, khu phố 3 quận 2. Đất dân chúng tôi là đất dân cư, đất ngoài ranh, chính quyền đã thu hồi trái pháp luật. Và Lê Thanh Hải, Tết Thành Cang đã thu hồi trái pháp luật. Bây giờ đất trống khỏi mặt quan, dân chúng tôi thì không có nhà, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải thu hồi toàn bộ đất công ty Trường Thịnh để trả lời cho bà Trương Thị Yến. Nguyễn Xuân Phúc ơi! 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 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình! 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 Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải vì dân vì nước phục vụ bên mình, vì tổ quốc, vì đồng bào, vì nhân dân, chứ đừng vì bản thân cá nhân mà để những người dân chúng tôi phải lầm than khốn khổ. Nguyễn Xuân Phúc ơi! 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc! 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 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình! 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 Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải vì dân vì nước phục vụ bên mình, đừng vì bản thân cá nhân mà để những người dân
chúng tôi lầm than khổ khổ. Quê em Sông Phúc ơi, quê em Sông Phúc ơi, quê em Sông Phúc ơi, quê em Sông Phúc ơi. Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình, 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 Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Sống phải vì dân, vì nước, dân giàu nước mới mạnh. Chính quyền địa phương cướp đất cướp nhà của dân. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình phải lôi đầu những thằng chủ tịch phường của địa phương, của những người dân quan ra đây đối chất với những người dân. Người nào giúp ích được cho dân cho nước thì cho nó tồn tại, thằng nào mà không làm được gì cho nhân dân thì tịch thu gia sản để trả lại cho bà con chúng tôi dân quan. Quyền thưa ông ơi, 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 quyền thưa ông ơi. Chương Hòa Bình ơi, Chương Hòa Bình ơi, Chương Hòa Bình ơi, Chương Hòa Bình ơi, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chương Hòa Bình nói gì dân gì nước, phục vụ anh mình, đừng vì bản thân cá nhân mà phải để cho chúng tôi làm má khổ sở. Nguyễn Xuân Phúc sẵn xuống tận luôn đi. Thì nó ngồi đó nó nè, chứ xuống chẳng tắm ai nó hụt cái tay mà.
chị tỉnh. Giờ đi đâu? Nó họp ở đâu? Nay họp ở đâu? Vô đây nè. Vô trong này ngồi tí đi. Đó mới ra chưa làm được cái gì mà tụi nó rượt rồi đó. Bà con thấy không? Dân quan nó cũng tôi khổ chưa? Ăn cướp nó giật, nó giật của mình mà nó còn đàn áp nhân dân nữa. Bà con thấy đi ra vườn qua mai xuân thượng. Ngô Thời Nhậm.